Em ơi, bộ năm nay làm ăn vất vả lắm mà sao cái nhà bay màu hết trơn vậy cưng? Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm nghiệp chị vẫn còn trơ trơ. Nhỏ này, bình thường chị cà khịa một câu là em chọn lại chị một câu. Mắc cái gì hôm nay chị cà khịa em mà em làm thơ điên thơ cùng không vậy? Trời ơi chị ơi, năm nay con Vy nó khịa em và chị lên bờ xuống ruộng bộ chưa đủ hay sao mà chị còn tâm trí khịa em nữa. Hèn chi, chị cà khịa em mà cái mặt em sượng trân à. Còn chị nhìn lại bản mặt của mình đi, chị khịa em mà mặt chị cũng sượng trân không kém. Nói chung là hai chị em mình năm nay sượng chiều mà sượng trân. Trời ơi đất sượng trân. Hay là bây giờ mình nói chuyện lương thưởng đi. Chuyện lương thưởng thôi xin miễn bàn. Năm nay tài khoản đổ xuống đến trạm sàn. Sượng trân. Còn em, lương em sao? Dạ em còn có lương tâm nè chị. Sượng gì mà sượng trân. Trời ơi nói sượng trân. Hay giờ mình nói chuyện sắm Tết đi. Chuyện sắm Tết nhà ai cũng như ai. Nhà không bánh mứt, nhà không có nhành mới. Sượng trân. Ê, hình như là người ta sượng trân là mình tuột xuống đó. Để tao coi xuống được tới đâu. Chuyện cưới hỏi chúng mày tính như nào? Vâng, chắc là đành hoãn tới năm sau ạ. Sượng trân. Ôi trời, đi tới đái rồi em ơi. Mà sượng trân. Ủa nhưng mà chị ơi, xuân mà ai cũng như nhau, chị càng vui chớ sao. Ta càng coi nhiều thêm chuyện chung để nói với nhau. Xuân mình du khách trong trên, vì một năm bắt bên. Thì bạn ơi đừng quên, có xuống là phải có lên. Lên là ấp ấp. Một ấp mình hiểu nhau. Ba ấp gửi lời chào. Năm ấp mình lên tiếng. Bảy ấp mình tiến lên. Một ấp mình hiểu nhau.